Buổi trưa hết đêm qua và hết trưa nay không ngủ một tí nào hết. Nhưng mà bên cạnh đó thì con nhận được sự động viên của Vinh Trang và anh em rất nhiều. Và thật trước khi mà Yến mùa người này không bao giờ nghĩ là nó sẽ nhận cái vụ này. Tình cảm như chỗ này chỗ kia cũng đã nghe anh em bàn tán và anh em cũng hay chọc. Nhưng mà chuẩn bị thế này, chuẩn bị thế kia. Thì trong thân tâm của con lúc đó thật sự là con nghĩ ngay trong đầu sẽ không ai bỏ, mà nếu nhà sử gì có được bỏ thì con sẽ trốn, và con chưa kịp là nếu con trốn thì sẽ trốn ra để cho nên có thời gian bàn bạc và một người kế một người khác. Đây là cái ý nghĩ của con trong đầu, sở dĩ con có ý nghĩ đấy bởi vì con khao khát từ xưa kìa. Từ kể từ lúc con đi học về năm 2008 đến giờ, con dấn thân hoàn toàn trong công việc giảng dạy, con đam mê trong cái việc này. Và cái này con xin nói rất chân thật từ đấy lòng là từ năm 2008 đến giờ sẽ học 11 năm chưa có một giờ mà con lên lớp mà con đã đi giảng cả. Con biết là sao mà con tin đến là cái ơn Chúa ban cho con, kể cả các thầy trong trung tâm huấn luyện, kể cả các thầy trong trường điểm để cho các sơ hay là chính để cho nhân dân như nước thần học nhân dân, như là một bài lớp trong một cái buổi về khóa môn vốn chưa bao giờ cảm thấy chán, cứ thích thú vậy thôi, cứ được lớp là thích. Còn tất cả những công việc mà con đã từng trải qua, quản trị học vườn, quản trị giáo xứ, quản trị tu viện thì chưa bao giờ thích cả, chưa bao giờ thích cả. Và sở dĩ con mong cái động lực và con đi đến nước để chấp thuận trước hết và trên hết con nhìn mà cha du xe nguyên đến mình vừa ăn nhiều, và chắc chắn là bên cha và em cũng thấy một cụ già đã 70 mấy gần 80 mà phải đứng ra gánh vác một công việc như thế này quả thật là quá sức. Thì cái ý nhận này thì thật ra có thể là một cách đơn giản, có thể là một cách đơn giản thôi, chứ mà ai cũng ký nhưng mà không muốn ký mà đâu, chứ mà ai em như với sự thể hiện, với sự trân trọng của con, đối với sự tín nhiệm của anh em. Và qua đó, con cũng muốn rằng cái việc mà con đã trách nhiệm trước mặt anh em, cùng với anh em. Và con mong rằng cái điều đó sẽ được anh em thương, anh em cộng tác, anh em giúp đỡ để tất cả những công việc không có thể mong lại mang lại kết quả tốt nhất cho tình đồng của chúng ta. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý cha và anh em, và giờ em xin mời hai vị đại diện tiếng nhau và xin mời cha chia sẻ điều gì về vấn đề. Chào nos partage Francisco Timon Leu, sacerdote e professor, a todos os colegas pregadores com os magistrados e servos. De retornar de nosso padre Tomás Apinas Vigilta, Pope. Com fratres vocales, provincia nosso regime mártiro indígena. Sou legittimo priore provinciale destituti. Cogenissem ut sue provincie de capite idoneo proviere. Ten cuius idoneitate coniuderat canonice luper elegem, et nos rogareum ut eavum electione probare et confirmare dignaremu. Nos vero, tuam ad in officium sufficientiam satis converta laet est, audito consilio nostro generali docio, vocariumque vobis inclinati, predicam elisionem probare de credibus, qua potem tenore presensium te fate Thomas Aquinas Christianam ubi, confirmabus in priore provinciale
provincie Nostre Regine Martiru in Vietnam. Presidentes in virtute obediencie, tibi quidem, ut infra quinque dies dictum officium acceptes et ad ius executione te assigas, a ut idem officium renunces. Omnibus vero et sicuris pravibus ad praeditam provinciam penitentibus post quam acceptationem ut et tamquam verum elegibimum priorem provincialem suscipiam. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Datum Romae est folia nostra generalitat die undecimo mensis decembris anno Domini 2000 de Francisco de Monero, Bope, Matis Recovinis, Frater Jean-Marie Bausa Salinas, Bope, Secretarios Generalis.